ôi không. Nhện nhí, sốt cơ nhí. Đứng lại, đừng có chạy. Đứng lại. Thôi, mình thoát rồi. Hay hả? Không. Cậu hãy mở mắt ra đi. Kẹo cho cậu đấy. Tớ cảm ơn. Cho cậu này. Chúng mình cùng đi học nào. Không, đừng, đừng tới gần đây. Lại đây, chú cho kẹo nè. Không. Ý. Ôi trời ơi. Lên đi. Gơ. Ôi. Gơ. Mau chạy đi. Ôi không. Thả cháu ra. Thả cháu ra. Nếu các ngươi muốn cứu Shocker và Nhện Nhí, hãy đến đây. Đi thôi. Ba lắc. Về nhà. Cháu muốn về nhà. Ồn ào quá. Các ngươi xử lý đi. Ngươi. Ngươi. Về nhà. Về nhà. Ui da. Đau bụng quá. Cháu muốn đi vệ sinh. Ui. Đi nhanh lên đấy. Nặng mùi quá. Cháu cũng muốn đi. Ra ngoài thôi. Ghê. Đau bụng quá. Đói quá. Đói quá. Chuyện gì? Cháu đói. Được rồi. Mệt quá đi mất. Nhện nhí, nhìn kìa, tớ có ý này. Tiếng gì vậy? Không, dừng lại. Hai đứa nhóc kia. Dừng lại đi. Ăn đi. Hả? Đâu rồi? Ôi trời. Chắc là nhức đói lắm. Của cháu. Của cháu. Đồ ăn đâu? Hả? Ôi da. À. Hey, nhện nhí. Ok. 1, 2, 3. Ui. À. Dừng lại đi. Dừng lại. Ui. Mệt mỏi với lũ nhóc này quá. Nè 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 nè. Ha 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 ha.
Là chỗ này. Team Spider-Man, Shocker, ngươi làm gì ở đây? Cứu Shocker nhí. Bọn ta cứu nhện nhí. Đi. Hả? Chạy mau. Tha cho tôi, Shocker nhí. Nhện nhí ở trong nhà. Con ổn chứ? Con không sao ạ. May quá. Tạm biệt nhện nhí. Tạm biệt. Về thôi. Vui quá đi. Tạm biệt nhện nhí. La 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 la. Ông chủ, bớt giận. Bỏ ta ra. Ông chủ. Tại nó. Hây. Ông chủ, ông chủ. Ai cười vậy? Chụp tiếp nào. Ờ, nửa này. Đưa xem nào. Trả tôi. Trả đây. Shocker. Hả? Chạy thôi. Này. Chia ra. Đứng lại. Đường cục rồi. Không. Đưa điện thoại đây. Cái này. Đây ạ. Tôi xin phép đi trước nha. Theo tôi. Sao vậy? Không thấy hai người kia. Để tôi. Alo. Bad guy. Team Spider-Man, đi thôi. Hả? Kia là... Hey. Xin chào. Leo leo. Để tớ lên trước. Xin chào các bạn. Xin chào. Hey, nước không? Cảm ơn. Đầu của ta. Đau quá. Hey. Hehehehe.
Nhìn giống đó. Các cậu tốt lắm. Đi. Hey, còn con nữa. Ôi, quên mất. Đồ của con. Tớ có cách này. Xin chào. Bắt tay nào. Thả ta ra. Hoan hô. Đi thôi. Hey, để tớ. Dơ. Hắn tỉnh rồi. Hả? Sao các ngươi ở đây? Chào ông chủ. Làm gì đấy? Chúng tôi đang bắt muỗi. Bắt muỗi. Muỗi này, muỗi này. Go! Đứng yên đó. Tuân lệnh. Hả? Ngươi là ai? Đây là con trai tôi. Con trai? Tốt lắm. Ông chủ. Ông chủ đi đâu vậy? Ta đi ăn. Đừng, đừng. Ông chủ ngồi đây. Tôi chuẩn bị cho. Đồ ăn tới rồi. Hả? Đồ ngọt sao? Ta không ăn. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Tại trường học. Sao bố dẫn cho đến đón mình nhỉ? Con trai. Bố. Con trai yêu của bố. Mình về nhà thôi. Nhện trắng đang đi trên đường, bỗng cô nhìn thấy gì đó và đột nhiên dừng lại. Hả? Không hay rồi. Hey! Kìa mẹ. Hey! Dạ! Dạ! Bố ơi. Ngươi là bad guy. Không ngờ lại bị phát hiện. Bố ơi. Chính là ta. Chạy thôi con. Chạy đi đâu? Nhanh lên con trai. Ôi không. Không được đến đây. Ồn ào quá đi. Hãy đi thôi nào. Mau thả ra. Các cường định làm gì hả? Hả? Mau thả bọn họ ra. Biệt đội người nhện. Bọn ta không thả thì sao? Nhận lấy đây. Hây. Hây. Hây dạ. Hây. Hò. Dạ. Ít quá đi. Tiếp chiêu này. Hây. Ôi má ơi. Hây. Mình ngầu thế này cơ mà. Nhìn đen. Chào nhìn trắng. U là trời. Nhầm rồi. Em vẫn ổn chứ? Em không sao. Nhìn đỏ. Hả? Cũng may mà có anh. Tức thật đấy. Ui da. Nhìn đen. Nhìn đen. Tớ xin lỗi mà nhìn đen.
Nè, nhện đen, cậu sao thế hả? Ui da. Hey, thôi kệ vậy, anh vẫn ngộn chứ. Hey, chúng ta đi ăn nhé. Được, mình đợi một lát là ăn được rồi. À, đồ ăn chín rồi. Wow, thơm quá. Hả? Khoan đã, anh đi gọi nhện đen xuống đi. Được, anh đi liền. Nhện đen, xuống ăn nào. Ôi. Khó hiểu thật. Yes, chúng ta ăn thôi nào. Sao cậu ấy ăn nhanh thế? Có gì đó sai sai thì phải. Chuyện này là sao? Anh không biết nữa. Kênh này có vẻ hay ho đó. Nhện đen, cậu xem gì đó? Tới xem cùng với. Nhện đen liên tục di chuyển trên ghế, nhất quyết không cho nhện đỏ ngồi xem tivi cùng mình. Cậu sao thế? Chúng ta ngồi dưới này cũng được. Trông họ hạnh phúc quá. Như hai chúng ta đó, mình không chịu nổi nữa rồi. Ơ, đang xem hay mà. Thật khó hiểu. Mình ra ngoài chơi đi. Trà của em đây. Em cảm ơn. Vô. Nhện đen, bên này. Lại đây uống chút trà nào. Đây không thèm nhé. Thật hết cách. Vô. Ui không. Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Cậu ra chỗ khác chơi đi. Nhện đen. Bỗng ngoài cửa xuất hiện những tên bad guy với vẻ mặt rất nham hiểm. Không biết chúng định làm gì đây nhỉ? Đi thôi. Lần lượt những tên bad guy đã đột nhập vào căn nhà. Hành động thôi. Chắc mình bị cảm rồi. Dám đột nhập đấy à? Còn một tên nữa sao? Mình phải tìm mọi người thôi. Gõ cửa vậy? Bực mình quá. Không để tôi ngủ trưa à? Ai đó? Hả? Hi, sao trong nhà xuất hiện nhiều tên mít gai vậy? Nguy rồi. Hả? Đánh lén ta đây. Hả? Sao chúng lại đông thế này? La 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 la. Xem trong đây có ai không. Hả? Bên đây. Biệt đội người nhện này cũng chỉ có thế thôi. Xin hãy tha bạn. Ui không. Nhện đỏ, dừng tay. Dám đánh bạn ta đây. Anh vẫn ổn chứ? Cảm ơn cậu. Không cần đâu. Nhện đen, cậu sao thế? Nhện đỏ đã cứu cậu mà. Cứu tôi ư? Nhện trắng kể lại lúc nhện đen chuẩn bị cởi trói cho cô.
thì có một tên người xấu lén rút cầm rìu định đánh lén Nhện Đen. Cũng may Nhện Đỏ phát hiện và ngăn chặn ý đồ của hắn, nhưng không may chiếc rìu lại bay trúng đầu Nhện Đen. Ôi trời, tớ đã nghĩ qua cho cậu. Tớ xin lỗi nhé Nhện Đỏ. Không sao đâu, chúng ta mãi là bạn. Yes, về nhà thôi. Joker cùng đồng bọn luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Sự xuất hiện của những siêu anh hùng chính là niềm hy vọng của họ. Căn cứ của chúng đây rồi. Có vẻ khó nhằn đây. Mặc kệ, cứ vào đã. Hả? Có kẻ đột nhập. Ôi, bị phát hiện rồi. Phải nghĩ cách khác thôi. Chạy đi đâu? Hả? Hắn vừa đây mà. Đây rồi. Phải làm sao bây giờ? Chúng mạnh quá. Hắn đâu rồi? Ngươi tìm ta à? Hả? Chúng đâu hết rồi nhỉ? Ở đây có một tên. Đi tiếp nào. Đứng yên, cấm nhúc nhích. Nhận lấy này. Súng tốt đấy. Tên này to gan đấy. Tạm biệt nhé. Bơm. My God, God. Joker. Bên ngoài, Nhện Đỏ cũng đang cố gắng xâm nhập vào căn cứ của Joker. Spider-Man, mau lên. Team Spider-Man đến rồi. Hả? Mau đầu hàng đi. Không đời nào. Tiếp chi của ta đây. Đây rồi. Hả? Đánh lén ta này. Yeah! Ôi không. Đi nào, nhanh lên. Nhện Đỏ lại tiếp tục tìm kiếm các bạn của mình. Này, Joker. Không hay rồi. Mau dừng tay. Nhện Trắng. Thử hắn đi. Dừng, đại ca. Cơ hội đây rồi. Đầu hàng đi. Nằm mơ đi. Tên xuất cơ đâu rồi? Ở đây có 7. Mình phải cẩn thận mới được. Hey. Thành công rồi. Go. Hả? Xin chào. Chào nhé, lâu quá không gặp. Spider-Man Deadpool. Chính xác. Giơ tay lên. Giết hắn. Ôi, sợ quá. Các ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ôi, xin hãy tha bạn. Bạn của ta. Chuyện này lần sau. Giờ này ổn chứ? Ổn, ổn. Hẹn gặp lại. Bye bye. Này, nhìn xem cái gì đây. Đúng là tên ngốc mà. Nhớ phải cảnh giác đó. Chuyện này là sao? Phải dùng chiêu khác thôi. Phải thế chứ. Ui da. Mình không sao. Sao lại thế này?
đến đây. Có người đột nhập. Khó đối phó quá. Giờ có đường ta. Ta thật thông minh. Tưởng thế nào? Các người phải để ý vào đó. Cái gì thế? Không hả hắn? Chúng đông quá. Phải nghĩ cách đã. Dám đánh lén ta sao? Hãy xem ta đây. Ôi không, không. Hãy xem chiêu của ta đây. Cơ thể mình sao thế này? Tôi đã làm gì ta? Xuống địa ngục đi. Sao lại thế chứ? Trò chơi kết thúc. Đi thôi. Tại nhà tù số 3, nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Bên ngoài phòng giam, một đặc vụ đang đứng canh gác thì bỗng nghe thấy có tiếng động. Tiếng động phát ra từ hướng này. Vào trong coi thử xem. Đứng im. Không có ai. Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Hả? Ngươi là ai? Đứng im. Cấm di chuyển. Xin chào. Hả? Tất cả đã sẵn sàng rồi. Tốt lắm. Triển khai kế hoạch đi. Tại phòng khách nhà Nhện Đỏ. Dấu chân của ai đi? Lại thêm việc rồi. Ai vậy? Leo leo bố. Quá xa là con sao? Dám trêu bố à? Tại một nơi canh giữ khác. Tên kia muốn cản đường ta sao? Đâu có dễ. Mình phải cảnh báo cho mọi người. Mong là kịp. Đúng là những tên yếu đuối. Bên ta đã xử lý xong rồi. Đã kích hoạt thành công. Cuối cùng ta đã được tự do rồi. Thưa ngài, làm tốt lắm các chiến binh của ta. Nhện Đỏ, hãy sẵn sàng cho sự trả thù của ta đi. Vậy là Jacek, chúa tể của thế giới ngầm, kẻ thù của Nhện Đỏ đã trốn thoát khỏi nhà tù khốc liệt nhất thế giới, nhà tù số 3. Đứng lại cho bố nào. Đố bố bắt được con đấy. Thôi thôi nào nhịn nhí. Mẹ à, hôm nay mẹ sẽ phạt con. Nghịch quá đi mất. Anh. Lêu lêu bố. Tại một con đường, nhện trắng đang dắt nhịn nhí đi đâu đó. Mục tiêu xuất hiện rồi. Mau đi theo cô ta. Hình như có ai đó đang theo mình. Hành động thôi. Đúng ý ta đó. Hả? Con trai. Mau dừng lại.
Xin chào nhện trắng. Chạy thôi. Sao mà vội thế? Con mau chạy đi. Hãy cảnh báo cho bố biết thuộc hạ của tên Jacid đang đến. Khá lắm. Lần này không dễ thế đâu. Chống cự vô ích thôi. Mau đứng lại chưa? Phải làm sao đây? À, có cách rồi. Đứng lại. Phía bên này, nhện trắng và tên sát thủ đang chiến đấu với nhau rất kịch liệt. Ngươi còn đứng dậy nổi không? Đừng có coi thường ta. Bấy nhiêu đây với ta chẳng hề hấn gì. Thế thì lại đây. Đưa cô ta về căn cứ thôi. Chính là căn nhà này. Vào trong thôi. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Cẩn thận đấy. Liệu hắn có ở trong đây không? Đứng im. Dưới này cũng không. Lên trên đi. Yên tĩnh quá. Đi nào. Cẩn thận đấy. Không có ai cả. Phía chiếc giường khả nghi quá. Ê, bên này. Hành động đi. Hả? Không có ai thế này. Chuyện này là sao? Sao lại mất điện chứ? Hả? Sao mình lại bị trói thế này? Các ngươi là thuộc hạ của Jacid phải không? Ngài Jacid đã bắt được nhện nhí và nhện trắng. Ngài sẽ tìm đến ngươi nhanh thôi. Im ngay. Jacid. Tại căn cứ của Jacid. Sao không thấy ai nhỉ? Hả? Nhện trắng. Anh đến cứu em đi. Chạy đi, đây là cái bẫy. Hả? Đánh lén ta sao? Đâu có dễ. Ngươi còn non lắm. Đứng im. Nhện đỏ. Nhện đỏ đã lâu không gặp. Ngươi canh chừng ở đây. Còn ngươi theo ta. Biết điều chút đi. Phải làm sao đây? Ngươi hãy đi tuần tra đi. Xin chào. Ai đấy? Ra đây mau. Ta ở đây này. Hả? Hãy xem đi. Tiếp tục liên quan đấm này. Spider-Man. Nhìn nhí. Để con cởi trói cho bố mẹ. Con giỏi lắm. Yeah. Hey. Hả? Đến bắt ta đi này. Leo leo. Bắt nó lại. Nhóc con, đứng lại cho ta. Ôi không. Hết đường chạy rồi nhé. Đi theo ta nào. Chào anh bạn. Hả? Chúng ta hãy đi thôi. Các ngươi khá đấy. Jacid. Xem đi. Đầu hàng đi. Yeah. Con trai. Không ai có thể đánh bại được ta. Thả bố mẹ ta ra. Ủa? Tặng ngươi món quà đấy. Ồn ào quá. Yeah, con trai của bố thật tuyệt. Về thôi nào. Shocker cùng đồng bọn luôn là nỗi ám ảnh của người dân
Nhờ có biệt đội ngừa nhện, mọi kế hoạch xấu xa của chúng đều thất bại. Trong tập phim lần này, nhện đỏ bị sốt rất cao, nhện đen và nhện trắng đã tìm đến một cao nhân và được chỉ cho một loại nấm quý trong rừng. Trong quá trình tìm kiếm, họ đã bị đồng bọn của Joker ngăn cản. Liệu lần này kế hoạch của chúng có thành công không? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Cứu giới! Cứu giới! Giết hết bọn chúng cho ta! Dừng lại! Nhện nhí! Ôi, sợ quá cơ! Giết nó đi! Là ngươi tự tìm đến đó nhé! Các ngươi không được đến đây! Hả? Ngươi nhện? Không hay rồi! Hả? Biệt đội ngừa nhện? Đúng rồi! Biệt đội ngừa nhện! Có chúng ta đây! Ngươi đừng hòng làm việc ác! Joker! Lên nào! Yeah! Hey! Yeah! Yeah! Hey! Yeah! Mau đứng lên! Joker! Ngươi đầu hàng đi! Các người hãy đợi đấy! Lại để hắn chạy thoát rồi! Tức thật đấy! Biệt đội người nhện! Chiến thắng! Chúng ta về thôi! Tại nhà của biệt đội người nhện. Ngạc nhiên chưa? Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Nhện đỏ! Nhện đỏ! Cậu vẫn ổn chứ? Ôi trời! Trán cậu ấy nóng quá! Đợi mình! Ta sẽ đo thân nhiệt cho cậu ấy. Cậu giữ nó một lúc nhé. Ôi! Nóng quá! Em có ý này. Đại ca vẫn ổn chứ à? Nhìn này, chúng ta sẽ chiên trứng trên trán của đại ca. Này thì chiên trứng này. Đúng là đồ ngốc. Mình sẽ dùng cái này. Ôi, sốt rồi. Để tớ lau giúp cậu nhé. Cậu ăn chút cháo nhé. Khó nuốt quá, tớ không ăn nữa đâu. Cậu vẫn ổn chứ? Tớ không ổn chút nào. Phải làm sao đây? À, tớ có ý này. Chúng ta phải nhanh lên. Cao nhân, chờ đã. Cao nhân, sao các ngươi lại ở đây? Bạn tôi bị ốm, ta hiểu rồi. Hãy cầm lấy. Cảm ơn ngài. Trong rừng sẽ có thuốc cứu bạn các ngươi. Ơ, ngài ấy biến mất rồi. Nhện đen, ta hãy đi thôi. Nhất định chúng ta phải tới đó trước bọn chúng. Chắc cây nấm chỉ ở quanh đây thôi. Nhện trắng, nhìn này. Là hướng này. Đi thôi. Có bản đồ trong tay, nhện đen và nhện trắng tiếp tục tìm kiếm cây nấm quý. Hãy cẩn thận đó. Được rồi. Nó ở đâu nhỉ? Chúng ta hãy tới phía trước xem thử. Nhanh lên nào. Nhện đen và nhện đỏ cùng nhau tìm kiếm khắp khu rừng, nhưng vẫn chưa tìm thấy cây nấm đâu. Sao không thấy nhỉ? Nhện trắng, nhìn kìa. Có phải cây nấm quý không? Đến xem thử nào. Đúng nó rồi. Hả? Yeah! Ôi trời, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sống lên. Yeah! Hey! Yeah! Có ai đó đã hái những cây nấm đi mất. Hey! Yeah! Chết đây. Dám đánh lén ta sao? Hey! Yeah! Đứng lại. Hey, yeah. Chết đây. Yeah. Hey, yeah. Chết đây. Đứng lại ngay. Yeah. Hey. Yeah.
Nhận lấy này. Làm ơn tha cho tôi đi. Xin tha mạng. Muốn đấu với ta sao? Không có cửa đâu. Bình tĩnh nào anh bạn. Ôi không, cái nắm biến mất rồi. Hả? Cậu nhìn xem, nó mất rồi. Chuyện này đi thôi. Thế là tôi công rồi. Nhện trắng và nhện đen chán nản về nhà vì không lấy được cây nấm. Biệt đội người nhện, xin chào. Nhện nhí, con làm gì ở đây vậy? Đây. Ui, là cây nấm quý, sao con lại có nó? Nhện nhí kể lại việc mình đi theo hai người. Cậu đã hái nấm, trong khi hai người đang phải chống lại bọn bad guy. Lo sợ bọn bad guy sẽ lấy được cây nấm, nên cậu nhanh chóng cầm cây nấm rời khỏi khu rừng. Yeah. Liệu cây nấm có giúp nhện đỏ khỏe lại không đây? Nhện đỏ, cậu hãy mau ăn cháo đi này. Cậu cố ăn miếng nữa đi cho nhanh khỏi nhé. Cậu thấy thế nào rồi? Tớ khỏe lại rồi. Yeah, cháu giỏi lắm nhện nhí. Cảm ơn cháu đã cứu ta. Chúng ta ra ngoài thôi. Tức thật đấy. Đại ca, anh vẫn ổn chứ? Này, phải nhanh tới bệnh viện thôi. Được. Trời, hôm nay nóng quá. Ê, nhìn kìa, Spider-Man. Nhìn tình tứ quá nhỉ. Ai gọi vậy? Nhìn hai bọn nó kìa. Đừng để ý tới chúng. Đi thôi. Em có sao không? Nhìn gì mà nhìn. Các ngươi, đừng, ta về thôi. Đồ thỏ đế. Lũ nhát gan. Ngươi nói gì cơ? Nhắc lại xem nào. Quỳ xuống. Ngươi vừa nói gì hả? Cẩn thận cái miệng đấy. Xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Đừng bắn. Đừng để ta gặp lại các ngươi. Ngày hôm sau, này, nhớ bọn ta chứ? Thả ra, thả ta ra. Đến đây nào, Spider-Man. Ta đợi ngươi. Là bọn chúng. Đi thôi. Bọn chúng đâu rồi? Tại sao không có ai vậy? Khoan đã. Từ từ.
Này, Spider-Man, hắn đâu rồi? Ta đây này. Không ai được phép đi qua đây. Đã tới lúc tính lại nợ cũ rồi. Lén lút làm cái gì? Có tiếng súng. Hắn tới rồi. Các người mau thả cô ấy ra. Spider-Man, cứu em. 3-1, lên đi. Đến đây đi. Đỡ này. Súng hết đạn rồi. Ngươi cũng khá đấy. Ngươi cũng không kém. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta đang chờ đây. Nhận lấy này. Kiếm ư? Để ta xem trình độ kiếm thuật của ngươi tới đâu. Hey. Hắn mạnh quá. Hả? Kiếm cũng gãy rồi. Xem đây. Sao không? Ta đi thôi. La 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 la. Người đây rồi. Vĩnh biệt Spider-Man. Xem đây. Ai làm rơi cái thìa thế này? Ơi, tức thật đấy. Ta không tin là ta không thể làm gì ngươi. Từng này chắc đủ rồi. Khoan đã. Hắn mất cảnh giác rồi. Xem đây. Ai? Ai vậy? Spider-Girl. Cô ấy bị sao thế nhỉ? Ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Spider-Girl, em đang làm gì vậy? Thôi xong, đứng lại đã. Em đang tìm cách để hại anh đúng chứ? Đầu của mình. Spider-Girl, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Các ngươi, ngươi rồi cũng có ngày này. Chào chủ nhân. Cái gì? Các ngươi làm gì cô ấy rồi? À! Bây giờ cô ấy thuộc về phe của bọn ta. Có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Hóa ra chỉ là mơ. Bất ngờ chưa, Spider-Man? Tạm biệt, hẹn gặp lại. Yeah yeah yeah, quẩy lên nào. Dừng lại. Đói bụng quá. Xuống xe nào.
Xin chào, em đang làm gì vậy? Em đói quá. Bọn anh hiểu rồi, đi nào. Đặt chảo lên bếp, lửa lên rồi, nấu mì thôi. Wow, yeah, ngon quá đi mất. Em uống nước đi. Về nhà thôi. Có ai ở nhà không nhỉ? Ồ, không có ai cả. Xin chào. Ở đây cũng không có. Lên trên này xem. Xin chào. Nơi này cũng không. Đúng ý mình thật đấy. Hành động nào. Chắc team Spider-Man sẽ bất ngờ lắm đây. Bắt đầu thôi. Thú vị thật đấy. Chúng ta vào trong nhà thôi. Ơ, sao lại toàn bóng bay thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Chỗ này cũng có. Cả trong này nữa. Hả? Một quả bóng khổng lồ. Cái gì đây? Chúc một ngày tốt lành. Hả? Đến lúc rồi. Hành động thôi. Trẻ em nữa. Làm tốt lắm. Xem ta đi. Yeah. Tuyệt vời. Con này nhóc. Hoan hô, giỏi lắm. Đến bao giờ mới xong đây? Nổ đi nào. Đến đây bảo bối của ta. Chân này sao mà làm khó mình được. Nạp đạn cái đã. Là dễ. Hây, cuối cùng cũng xong. Hả? Vẫn còn 4 quả bóng nữa sao? Lại phải ra tay. Đã xong. Khoan đã. Vẫn còn à? Không sao cả. Giật cả mình. Giải quyết nốt nơi này đã.
Hãy xem đi. Hey, quả cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vào thôi. Không được, ta phải dùng tới cái này thôi. Không một tí trầy xước. Nè, dùng nó đi. Xem đây. Vẫn không được, phải làm sao đây? Vũ khí cuối cùng. Lên nào. Cũng đều vô dụng. Làm cách nào để phá vỡ nó đây? À, có cách rồi. Vũ khí gia truyền của Thor. Thì vẫn không nhúc nhích. Thử hai tay xem. Lên nào. Không được, thử lại nào. Vẫn không nhích được phân nào. Tránh ra, ta ngồi nào. Nóng quá. Khoan đã. Phải làm gì đây? Nhện đỏ. Cậu phải mau tránh ra. Xem đi. Chúng ta làm được rồi. Đợi đã. Còn một quả nữa. Tuyệt lắm. Yes, đi thôi nào. Đập tay nào. Chúng ta vẫn chưa nghỉ ngơi được rồi. Cùng nhau dọn dẹp thôi nào. Và ui không, mình muộn học rồi. Phải nhanh tới trường thôi. Đi giày nào. Trời ạ, đã vội thì chứ. Tên nhện đỏ đi rồi. Ta sẽ tạo cho mi một bất ngờ. Đây rồi. Cao tầm này là được rồi đó. Cố định vào đây nào. Hất hí hận tưởng tượng về kế hoạch của mình. Hay lắm. Bên trái kìa. Ui cha, cái gì vậy? Trời ạ, tức quá. Các cậu vào đi. Khoan đã. Cậu tránh ra. Có vật cản. Còn không, còn không. Quan hô. Cậu đỉnh thật. Không có gì. Hả? Đi thôi nào. Tức thật đấy. Mẹ ơi, con muốn đi ngủ. Được rồi, mẹ bế con trai đi ngủ nha. Họ đi rồi. Đỡ nhé. Hey, hãy xem đi. Xong. Đảo đều lên nào. Cú ra. Đây. Trong khi nhện đỏ và nhện đen đang háo hức nấu ăn, thì phía ngoài cửa một ánh mắt đang theo dõi họ. Phải làm sao đi? Có rồi. Bảo bối của ta đây.
Không được, thế này cũng không ổn. Cách khác thôi. Mình sẽ xịt vào hai bàn tay giả này. Đi thôi, chúng kia rồi. Các người biết tay ta. Cơ hội đây rồi. Hey! Nhận lấy này. Ta-da! Hey! Tôi không, mau dừng lại. Yeah, ngạc nhiên chưa? Spider-Man! Các ngươi hãy đợi đấy. Tình Hức lại bắt đầu một kế hoạch xấu xa của mình. Hắn thổi căng quả bóng rồi dồn nước ngọt vào trong đó. Được rồi, lần này các ngươi đừng hòng mà thoát được. Chúng đâu rồi nhỉ? Kia rồi. Để xem đây là ai nào. Nhện đỏ đây rồi. Thực hiện kế hoạch thôi. Sao là người giả vậy? Chuyện này là sao? Để xem những tên còn lại nào. Giời ạ, mình dính bẫy rồi. Chúng đâu rồi? Ôi không, xin chào. Trả lại cho ngươi này. Không, nhận lấy này. Sao lúc nào mình cũng thua chứ? Tức quá. Xông lên. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Tiền đâu? Các người để tiền ở đâu? Vô dụng. Mời boss ngồi tìm tiền đi. Boss, dân boss, tất cả ngồi yên, bỏ tiền vào đây, nhanh lên, đừng hòng giỡn trò. Nhanh lên, đây, cầm lấy, đi thôi, làm tốt lắm, đi thôi. Còn ngươi, đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó. Các ngươi, đừng hòng chạy thoát. Ngu ngốc, không được cử động. Giơ tay lên. Lũ cảnh sát luôn vô tri như vậy, tưởng có súng mà làm khó được ta sao? Cẩn thận. Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại. Hả? Gì vậy? Nhện đen, nhện đen, thử hắn. Làm gì còn cơ hội. Mau đầu hàng đi. Bị bao vây rồi, ta sẽ còn quay trở lại. Ta đâu rồi? Lại để hắn chạy thoát rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé anh bạn. Đi đi, tạm biệt. Tại nhà của người nhện. Vui quá. Lại đây nào nhóc. Dọn dẹp thôi. Hành động nào. Chúng ta làm được mà. Cầm lấy. Mà đuổi theo con đi. Đuổi theo con đi. Đứng lại, đừng chạy. Sao giận mãi mà không hết vậy? Ổn hơn rồi đó. Hình như không ổn lắm. Ôi, mệt quá. Có
có quá nhiều việc phải làm. À, đúng rồi, tôi có ý này. Ý gì? Làm thôi nào. Bắt đầu từ đây nào. Dán ở đây. Đây nữa. Cả nơi này. Lẫn chỗ này. Hoàn thành. Mong là sẽ có người thấy nó. Tuyển người làm việc nhà. Đây chính là cơ hội để chúng ta trả thù bọn chúng. Chúng ta cần chuẩn bị thêm một vài loại vũ khí. Xin chào. Các anh tới rồi à? Hân hạnh được gặp anh. Các anh giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách của căn nhà nhé. Tên đáng ghét, ta sẽ cho người biết tay. Mà khoan, mấy anh không cần tới nó đâu. Cái gì? Là sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi. Đây là nơi nào? Nóng quá. Bắt đầu đi. Chúng tôi biết rồi. Chúng ta đi rồi, hành động thôi. Đợi đã. Khăn đi. Cảm ơn nhé, cậu tốt bụng quá. Bên trái, bên phải, kia, kia nữa, nhớ dọn sạch sẽ nha. Còn nhện chết tiệt. Tốt, làm tốt lắm. Này, đi ra ngoài mua đồ cùng tớ đi. Được thôi. Không, kế hoạch trả thù của mình, đuổi theo. Lại đi. Không cần phải che giấu nữa. Đi thôi. Ba ơi, đợi con. Đứng lại, chơi với ta nào nhóc. Hôm nay mua được nhiều thật đấy. Nhện nhí, con đâu rồi? Không có trong này. Nhện nhí, chết rồi. Nhện nhí, nhện nhí, nhìn đẹp đấy. Nhện nhí đang gặp nguy hiểm. Bố ơi, bố ơi. Đừng khóc nữa, chơi cái này đi. Cháu không cần, cháu muốn bố cơ. Joker, Team Spider-Man, cuối cùng các ngươi cũng tới. Xông lên, đừng hòng thoát. Đỡ này. Có giỏi thì đừng tránh. Khủng khiếp, chịu thua đi. Đừng hòng. Chết tiệt. Ngươi thua rồi, ngủ đi. Đừng trách ta độc ác. Tới đây. Ngươi muốn may gì đó? Dứt khoát luôn đi, ta bận lắm. Đã xong. Đi đâu? Thả ra, thù mới nợ cũ, giải quyết dứt điểm luôn đi. Chết tiệt. Úi giời, cậu có sao không lấy? Tớ không sao. Ngươi, hãy đợi đấy. Joker, hắn chạy rồi. Nhìn nhí, cậu có sao không? Về nhà thôi. Thả ta ra, thả chúng ta ra. Đi mau, nhanh lên. Có thông báo. Lại là bọn chúng. Ta đi thôi. Lối này. Ở đây an toàn rồi. Xem thành quả thôi nào. Đại ca, lá giang. Còn hai túi này là tiền. Chúng ta giàu to rồi. Đặt tiền xuống ngay. Đứng yên. Ngồi xuống. Hắn đâu rồi? Quá đấy.
tưởng bở. Đừng hòng bắt được ta. Chạy thôi. Suýt nữa thì hắn chạy mất rồi. Đã lấy lại được hết số tiền đã mất. Đi thôi. Khoan, các ngươi quên ta rồi sao? Lâu lắm không gặp. Là hắn. Đừng mất cảnh giác. Xuống hết đạn rồi. Lên. Tiền này sẽ thuộc về ta. Dẫn đi. Một, hai, ba. Mau đến đây đi, Spider-Man. Muốn làm gì? Hơ, biến mất rồi. Phải đi cứu mọi người thôi. Đã tới lúc dùng tới nó rồi. Dùng sức dao. Đây chính là hang ổ của chúng. Xin lỗi người nhé. Có người bị phát hiện rồi. Bên này có hai tên. Giải quyết nhanh gọn nào. Tại sao tầng này lại không có ai? Spider-Man! Rồi sao? Thú vị lắm. Ngủ đi nào. Đừng bắn. Tôi đầu hàng. Lùi lại mau. Ngươi, ta cùng ôm lại chuyện cũ nào. Người trốn đâu rồi?
đứng đâu rồi? Tao ở đây này. Ngươi cũng khá đấy. Đừng hòng. Stop it. Hai người có sao không? Kết thúc rồi. Cảm ơn anh. Về nhà nào.